rắc xuống dưới. Ăn thi. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đây là ba ba ông chảo. Đấy. Và cái cuối cùng. Sợ nó đầy quá không tí mới đậy được nắp. Rồi, ok. Quá là hấp dẫn luôn. Đó, bây giờ là anh em mình chỉ việc nấu lên thôi, nhưng mà bây giờ sẽ cho mọi người xem cách nấu của anh em mình đặc biệt. Để em chạy nóng bớt rồi. Tiếng. Te, đây là ban kèn hương. Tò 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 te, nếu anh nào muốn chơi mau lại đây chúng ta cùng te ti. Tò 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 te ti. Đấy, sẽ làm như kiểu là đấy. Nổi luôn. Nó sẽ kiểu như là hầm hầm cách thủy anh em mọi người nhá. Sông hơi đấy. Không phải là sông hơi là hấp. Tại vì cái chảo của anh em mình không có vung, thế nên là mình đã nghĩ ra cái cách gọi là hầm cách thủy như này. Đấy, bây giờ sẽ đậy vung nữa nào. Này em mới vừa zin. Nó rất là kín đấy, ngược. Đúng rồi. Nó rất là kín, thế nên là đó. Thế nên là sẽ không bị cái nước từ đây bay vào trong. Nếu mà hấp ấy thì nước nó sẽ vào trong rất là nhiều. Còn nấu như thế này ấy thì nó sẽ lấy cái hơi nóng mà nó ninh chín được kia. Mặc dù là sẽ rất là lâu, ninh sẽ khoảng tầm trong vòng từ 3 đến 4 tiếng thôi nhá mọi người nhá. Nào. Nhưng mà nó nguyên chất ấy nhỉ. Nó sẽ nguyên chất và tất cả những cái tinh túy từ những cái rau củ quả và những cái đồ ướp của anh em mình nó sẽ ra nước và nó chảy xuống bên dưới cái chậu của anh em mình. Đây là cái gì nhỉ? Cái xe rùa của anh em mình nhỉ? Nhưng mà xe rùa anh em mình trưng dụng bột. Tự thiết kế đấy. Bột này anh ạ. Chấm đây. Đấy. 30 phút rồi nó mới sôi nhá. Bây giờ bắt đầu nó sôi ác lên cái mặt của cái nồi xe rùa của anh em mình nhá. Cái món này thì nó cực kỳ là mất thời gian. Tại vì sao mọi người biết đâu? Nó là hấp cách thủy. Đáng nhẽ ra nó phải có một cái vung nữa thì nó sẽ nhanh, nhưng mà anh em mình chưa thiết kế vung. Tại vì sao? Vung thì cái hơi nó hấp xuống, nó sẽ giỏ cái nước, hơi nước xuống dưới, và nó làm mất cái vị ngọt của con cá đi. Thế nên là anh em mình quyết định sẽ nấu 4 tiếng, phải tầm 4 đến 5 tiếng để cho nó chín con cá ở trong này nhá mọi người nhá. Chín từ từ, chín dần dần. Tại vì nó là cá chép giòn nữa, thế nên là phải lâu hơn, chắc là mình nghĩ phải tầm 5 tiếng nữa. Ấy. Anh em mình phải ninh cho nó bở hết giòn thì thôi. Đấy, lấy thêm củi đi, lấy thêm củi đi. Ok luôn. Ấy, sủi à. Tôi đã yêu em lâu rồi. Sao em? Tình hình là chụp luôn anh ơi. Tình hình là được khá là lâu rồi nhé mọi người nhá. Cho mọi người xem qua xem nào. Ui cha. Wow, thấy chưa? Chín rồi anh ơi. Ui à, được. Rồi. Cái nước nó chảy ra kìa. Ngon chưa, ngon chưa? Bây giờ anh em mình sẽ cho ra nhá. Từ từ xem chín chưa đã. Chà chà. À, vẫn chưa mà chín. Ôi, em sợ chua lắm tại vì nước khế nó già. Không chua đâu. Bây giờ cho nó đi à. Bây giờ bỏ củi đi đã. Gọi thằng nào ra đây để tiêng nó rồi. Ê, Dung ơi. Ra bắn nước té lên này. Từ từ bỏ kiếm này. Bắn người lắm anh ơi. Đây này. Đây. Khá là nóng mọi người ạ. Mở ra. Ui dồi ôi. Ui nó mốt đầu luôn anh nhỉ. Nào cầm chắc nhá. Chín này ngon lắm ấy. Từ từ. Mình cầm bê một phát, hai bên bê một phát thì nó dễ hơn. Đấy. Ui ngon lắm ấy. Nào đặt ra đây, đặt ra đây. Wow. Đó. Thơm lắm. Nào, chưng vào trong. Chưng vào trong đi, chén đi. Tôi đã cái yêu em rồi này ơi. Sao em chẳng nhận ra. Tôi đã yêu em như là yêu bạn tình ta. Chén đi. Tha mở bỏ hẳn cái kia ra là thành ra rồi. Đây là món cá chất giòn nấu cách thủy của anh em mình nhá mọi người nhá. Đó. Đây từ từ, bây giờ phải lột nó ra đã. Ấy, thấy chưa? Mọi người thấy hấp dẫn chưa?
của chúng. Wow. Wow, đây. Đấy. Thấy chưa? Wow. À. Mọi người ấy, bố hết bát đây để con. Đây. Ừ. Sao nó mềm thế nhỉ? Nhìn giống con đại bàng không nhỉ? Đây là gọi là cá chép bay. Cá chép bay. Chép giòn sau khi đấy thì nó sẽ sắp tươi bở đấy. Nó sẽ không bị ở bở thế nhỉ? Ừ, mình thử nó xem nào. Em không được bắt. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngọt nó ngon nhưng mà không giòn nhỉ? Thấy là mình đi nhiều quá. Cái này. Đấy. 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 Hơn 1 triệu đấy, 1 triệu 50 tính ra là 200 nghìn một cân. Chép giòn thì chép giòn nếu mà giá 200 nghìn một cân là phải cá chép giòn loại 1. 170 là đã lấy rồi, 200 nghìn là phải loại 1 rồi. Nhưng mà tại sao là nó lại mềm như thế này, nhưng mà ăn lại ngon. Ăn nó ba ba như đủ chép bình thường. Hả? Hơn. Ừ, nó khác cái thương là nó. Bà bạn như cái đường luôn. Tao thử miếng nào. Muốn thử đi, ba ba thử xem nào. Thử miếng nào. Hai con mắt này. Anh cho nó thử mắt. Hôm nay mình bị hớ rồi mọi người. Mua cái con chép giòn đấy, cái nước nó ra này. Ừ, ngon, mắt nó ngon. Cái giòn này mà. Không, nó giòn mà. Giòn này mà. Giòn mà. Không, giòn đâu, đây là mềm. Nhưng mình mềm, nhưng mà giòn quá rau này. Lần trước tôi ăn chấm giòn là bị cắn chỉ rồi. Chấm giòn á, riêng om dưa hoặc là chấm giòn om dưa lấy kéo cắt ra. Đây mình còn hấp chứ không phải là kia đâu. Con này cũng chật chật nhưng mà như kiểu là cả cũ, cả ta cũ vậy nhỉ. Con này còn cũ rồi. Con này chỉ cũ thì nó phải giòn hả? Con này chỉ xứng làm cá ta thôi. Cá ta. Nhưng mà nấu kiểu này nó ngọt mọi người. Cái nước này. Thôi vậy. Đó đưa cái đĩa đây. Vẫn ngon lắm mọi người ạ. Cái con này là bằng con. Em mình thắc mắc là tại sao nó không giòn luôn. Lấy hai cái đĩa chảy xương. Hôm nay mình lấy cái đĩa yêu anh à, yêu ngon mắm. Đây, chỗ này là chỗ giòn nhất này. Chỗ này là chỗ giòn nhất. Nếu mà chỗ này không giòn nữa thì nó vẫn cá chép cá. Nhìn nó hơi biết hơn một tí thôi, không có giòn mà. Tức là con cá chép giòn này nó chỉ ở cái mức là F3, F4 thôi, không đến cái giá là F1. Không đến cái giá cái gọi là cá chép giòn loại 1. Bị hớ cái này á, mình mua nếu mà chuẩn giá chắc 120 một cân. Đây cho cá ra đĩa này, 120 một cân, nó còn đắt thật. Thôi được, nhưng mà có một mình bữa ngon mẹ có cơm chan canh rồi vào ăn nó chờ. Có một bữa ẩm thực là ngon thế này là cũng ổn rồi mọi người, rất là đẹp. Mọi người mà muốn ăn như kiểu anh em mình ấy làm hấp lên hoặc là rất là ngon nha mọi người. Đặc biệt là cái nước của nó đây này. Đây này. Thấy chưa? Thấy cái nước của nó ra nước chưa? Ta ăn hấp như thế. Đây. Nước. Ừ. Đặc biệt là cái nước của nó nhá. Chứ ngon luôn. Tiếng một cái là không phải cá chấm giòn. À cá chép giòn. Con này được nhăn con không? Hả? Con không phải chấm dưới được. Vâng đấy, nó phải rời ít nhất phải như thế. Nhưng mà cá đấy không phải là con là một. Ăn trước chưa phải là con. Cá là một phải là cái thanh long. Đấy, cái loại này. Cái loại này mua đấy, bà ấy đặt cho, bà đặt cho con này. Không phải không. Lần sau không có nấu lẩu đấy à? Không có nấu lẩu để mãi trong con vẫn dài bình thường. Ninh lẩu tức là cá chép giòn ấy, cái chắc cúc ra như thế này ấy, ninh vào nồi lẩu phải đến tầm 10-15 phút mà nó cho ra vẫn giòn vẫn lớn. Mình vừa lại om om thế này một tí này ấy. Tức là mình vừa nấu mình cảm thấy nó chín rồi chứ không phải là để nó nhừ được, cả nó không thể nhừ được, cá chép giòn không thể nhừ như vậy, nó bã luôn, nó không thể nhừ như thế này được mà nó sẽ phải thành khuân. Chọc một cái xúc được thành khuân. Làm ăn mất uy tín của anh nhỉ? Nào, xem nào. Không có điều uy tín đâu. Để mình sang mất uy tín.
Thôi, clip này mình xem phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay thì các bạn like, share, comment.